hàng bơm chim nội địa Nhật nha anh em. Anh em nhanh tay nhé, số lượng có hạn nhé. Hàng nội địa Nhật bây giờ có lại nha anh em. Anh em số lượng có hạn nha, được tầm 100 con thôi. Anh em nhanh tay nha. Hàng đợt này đẹp lắm, bao đẹp luôn, bao đẹp bao dinh luôn. Đó, được chưa? Đó, ok như con gà đen luôn. Hàng quá chất lượng luôn. Hàng này ok chưa, hàng đó từ 400W, 750W, 1000W, 1,5 ngựa, 1 ngựa, 1-2 ngựa nhé. Quá đẹp nha anh em, số lượng có hạn nha. Hàng về bơm chim nội địa Nhật nhé, hút nước thải này, hút nước sạch này, nước tưới này. Tất cả thì mình đều bây giờ mình về rồi. Giờ mình sẽ dọn dẹp lại, chùi rửa sạch sẽ và đấu nối móc lại thành điện 220. Dây nguồn là dây 5m. À, mọi người có nhu cầu thì liên hệ nhé. Bên mình chuyên làm cái này. Bên phụ kiện vật tư có đầy đủ cho mọi người. Thế. À, giá thì giá tại xưởng nhé. Bơm này thì một năm nó về được một vài lần thôi. Mọi người có nhu cầu thì mua nhé, hoặc đặt hàng nhé. Rồi, mọi người nhanh tay nhé. Alo, số điện thoại 0906329778 nhé. Mình ship toàn quốc nhé. Hút nước thải và hút nước tưới, nước sạch. Hút ao hồ, sông ruộng. Hút nước giếng, đào. Đó, mới về nhé, mọi người nhanh tay nhé. Rồi, hàng đợt này rất đẹp nhé, chuẩn luôn á, chuẩn như hết nước chấm luôn á. Công suất là 450W, 750W, 1000W, 1,5kW, 1,1kW, hút nước sạch, nước tưới, hồng ra 49, 60, mọi người nhanh tay nhé.
Hàng rất đẹp luôn ạ. Mới về nhé. Có một số khách hàng bảo hỏi nồi địa Nhật chừng nào về thì alo, thì đó bây giờ mình về rồi này. Anh em nhanh tay nhé. Số lượng có hẳn nhé. Hàng rất đẹp nha mọi người. Trời ơi, máy đẹp thế. Quá chuẩn luôn. Nồi địa Nhật nhé. Bao mọi người xài nhé. Giá phân phối nhé. Nhanh tay nhé. Quá đẹp luôn. Chất lượng Nhật Bản nhé. Đây đó, ở đây nó là nguyên xi điện nó này. Nó là xài điện 110 này ha. Điện 110V ha. Điện 110. Điện 110, con này là 595W. Ha, tự nhiên là hơn nửa người chút xíu. Đó, còn nguyên zin luôn nhá. Thì lúc mình về mình chỉ chùi rửa sạch sẽ và sơn cái nắp này lại này. Cái nắp này màu đen, nó là nhựa, mình sơn màu đen lại cho nó đẹp nhá. Và dây nguồn thì mình đấu là thành điện 220. Xài điện 220 mọi người cắm trực tiếp vào điện gia đình mình xài luôn nhá. Cắm trực tiếp nhá, không cần phải biến áp biến thế nhá. Đó, rồi dọn dẹp sạch sẽ thôi. Còn để nguyên xi nó, nguyên zin của nó này. Đó, máy đây. Máy rất đẹp nhá. Đó, rất đẹp luôn. Ok mọi người nhá. Mọi người nhanh tay ủng hộ mình nhá. Số lượng có hàng nhé.